Bữa ăn trị giá 12 triệu đồng tại top 8 nhà hàng cao nhất thế giới và là nhà hàng cao nhất Việt Nam sẽ có gì? Hello mọi người, thì lần trước Mẫn đã trải nghiệm nhà hàng Ossiness Sky 77 ở tầng 77 của Landmark rồi, nhưng đó chưa phải là nhà hàng cao nhất Việt Nam. Và hôm nay Mẫn đã quay lại Landmark 81 để trải nghiệm một cái nhà hàng cao nhất Việt Nam và nằm trong top 8 nhà hàng cao nhất thế giới. Để lên được cái nhà hàng ở tầng 80 này sẽ khác hoàn toàn so với tầng 77 nha. Mình sẽ xuống tầng B1 của trung tâm thương mại, sau đó sẽ có nhân viên hướng dẫn mình đi thang máy lên thẳng tầng 79, rồi mình bắt đầu đi thang bộ lên tầng 80. Đây là nhà hàng Miwaku nha mọi người ơi. Và bàn của Mẫn được sắp xếp ngồi tại một cái lồng kính nằm ở ngoài cái ban công, rất là đã luôn nè. Nếu các bạn muốn trải nghiệm ở nhà hàng này thì bắt buộc phải đặt bàn trước nha, tại vì số lượng khách mỗi ngày nhà hàng nhận rất là giới hạn luôn. Mẫn đã đặt bàn trước mấy ngày nên được xếp bàn ngồi ở một cái lồng kính và có view rất là đẹp luôn. Ở đây đồ ăn người ta sẽ bán theo set chứ không có bán theo kiểu gọi từng món. Set rẻ nhất ở đây có giá là 2.450.000 và set trung bình là 3.300.000 và set đắt nhất là 4.750.000. Mỗi set là sẽ dành cho một người ăn nha, và đã lỡ lên đây trải nghiệm rồi nên Mẫn đã gọi set đắt nhất. Còn Đặng Minh với Ngọc Tài đi chung với Mẫn thì lần lượt gọi hai set còn lại để trải nghiệm. Món đầu tiên khai vị phía dưới sẽ có một lớp smooth bông cải trắng nha, ở trên là thạch daisy curry, ở giữa sẽ có tôm hùm Alaska, trên cùng sẽ là trứng cá tầm caviar. Món này ăn lạnh và rất là ngon luôn. Cái lớp smooth bông cải trắng nó béo béo nè, kết hợp với thịt tôm hùm ngọt và cái thạch ăn rất là lạ. Và món thứ hai sẽ là một dĩa sushi bao gồm 6 miếng sushi. Cái set đắt nhất của Mẫn thì sẽ là dĩa sushi như thế này, còn hai set còn lại của Ngọc Tài và Đặng Minh sẽ là một dĩa sashimi. Và để biết chi tiết thì các bạn có thể coi clip của Đặng Minh với lại Ngọc Tài nhé. Set này bao gồm có 5 miếng sushi hải sản và 1 miếng sushi bò Kobe. Mà khát nước quá phải gọi một ly nước ép táo, ly này có giá 120.000 đồng. Ok, và bây giờ mời mọi người thưởng thức cùng với Mẫn nha. Miếng sushi đầu tiên sẽ là tôm ngọt nhật kết hợp với trứng cá tầm caviar và vàng giác mỏng. Thịt tôm rất là tươi và ngọt thịt kết hợp với cái độ chua chua nhẹ ở trong cơm. Miếng sushi thứ hai là sushi còi sò điệp, sẽ được người ta khè cái bơ này tan chảy ra và sau đó là mình ăn thôi. Thề ngon xỉu luôn mọi người ơi. Còn miếng thứ ba sẽ là một cái càng tôm hùm Alaska nè, bên trên có sốt xoài mango và trứng cá hồi. Sốt xoài chua ngọt kết hợp với lại cái trứng cá hồi nó béo béo kèm theo cái càng nó rất là chắc, thịt rất là đã. Còn cái miếng này theo như được giới thiệu là ở trên có cá hirame và cốm ngũ sắc. Ở giữa này sẽ là sushi bụng cá hồi với cream và hoa organic có thể ăn được. Cái sốt đó thì chua chua ngọt ngọt nhưng mà bên trong có wasabi, trời ơi nó nồng lên tới não luôn. Cuối cùng là miếng sushi bò Kobe, còn ở trên đó nó có cái miếng gì thì vẫn quên rồi nha. Cái này mình sẽ chế cái sốt xung quanh đó và cho vào miệng ăn. Cứ mỗi lần đem ra món ăn sẽ có nhân viên đứng giới thiệu cho mình về cái món ăn đó cũng như là cách ăn. Ta-da! Và đây là món thứ hai và món thứ ba. Hai cái món này thì cả ba menu đều có giống nhau. Cái món mà có cái đầu tôm này nè thì nguyên liệu của nó hơi nhiều, hơi rắc rối mà không có nhớ hết, nhưng mà nói chung ở bên trong sẽ có tôm hùm Alaska nè kèm theo những cái tép bưởi và hoa cúc nhật kết hợp với một cái sốt rất là thơm và béo luôn. Ngoài ra cũng có trứng cá tầm caviar ở trên luôn. Bên ngoài nó có một cái lớp vỏ giòn giòn y như là takoyaki vậy đó, nhưng mà không có phải, nó ngon hơn nhiều. Còn đây sẽ là món trứng hấp kết hợp với lương nhật, nấm truffle và vàng giác mỏng. Thề luôn, đây có thể là chén trứng hấp mà ngon nhất từ trước tới giờ Mẫn ăn. Miếng trứng mềm mịn và béo nha, bên trên kết hợp với một cái thạch gì đó ăn rất là lạ luôn. Tiếp đến thì đây sẽ là một món cá kết hợp với nấm nè, rồi người ta sẽ chan cái nước dùng bên trên. Còn cái này là cái gì không biết nhưng mà mỗi lần chan nước cho nó mềm ra vậy đó. Món này thì sẽ chỉ có ở trong set 3.3 triệu và set 4.750.000 thôi. Còn cái set thấp nhất thì sẽ được ăn cá hồi áp chảo với lại sốt mango. Miếng cá thì rất là mềm và ngọt thịt luôn. Còn cái nước dùng này nó không được nêm nếm đậm đà nha, nhưng mà nó giữ nguyên cái vị ngọt của rau củ và nguyên liệu. Đang ăn những món mặn xong tự nhiên người ta đem ra cho mình một ly kem tắc kết hợp với thạch nha. Xịt lên một chút dụ sake. Hỏi ra thì mới biết cái này dùng để khử cái vị để xíu nữa mình ăn tới món chính. Cái kem này nó có cái vị chua lấn át luôn cái vị ngọt, nhưng mà ăn rất là ngon. Và tada, các món chính đã tới rồi đây. Trong cái set đắt nhất của Mẫn sẽ có một phần bò Kobe nướng, còn ở cái set 3.3 triệu sẽ có một phần lẩu rau củ quả ăn kèm thêm với lại một cái miếng thịt bò miếng này. Còn ở cái set rẻ nhất sẽ bao gồm một phần lẩu với tôm và rau củ quả. Mà các anh nhân viên tên Tài ở đây anh nhiệt tình lắm nha. Đáng lý trong set của Mẫn cũng sẽ là lẩu luôn, nhưng mà vì lẩu nó sẽ giống hai cái món lẩu kia nên anh nhân viên đã kêu Mẫn là đổi qua thành phần đồ nướng này. Phần này sẽ có 120g thịt bò Kobe và ăn rất ngon luôn. Miếng bò nó mềm, nó ngọt thịt chấm với cái sốt ăn tôi nói đỉnh của shop. Còn bây giờ mình sẽ ăn ké cái phần lẩu ở trong set 3.3 triệu. Thịt bò sẽ chấm với cái sốt lòng đỏ trứng và lòng trắng trứng được đánh bông lên. Anh nói cái miếng thịt bò nó hòa quyện cùng cái độ sốt của cái lòng trắng trứng và cái độ béo của cái lòng đỏ quá ngon. Có điều cái nước lẩu của set 3.3 triệu ngọt đường quá à. Còn đây bây giờ mình sẽ thử qua nước lẩu của set rẻ nhất, rất chi là vừa miệng luôn. Nhưng mà tự nhiên đang ăn cái Đặng Minh nó đuổi tôi về chỗ, ghét ghê. Và vì Minh nó không thích ăn tôm, thế là nó đã cho Mẫn cái con tôm đắt giá nhất ở trong nồi lẩu, và con tôm đang có trứng nữa nè, quá là ngon. Cuối cùng thì bây giờ chúng ta sẽ tới
món tráng miệng. Trong set của Mẫn sẽ bao gồm có bánh mochi nè, nama chocolate vị matcha nè, trái cây và một cái ly sô-cô-la matcha lỏng. Còn ở hai cái menu rẻ hơn thì sẽ có kem, pudding và trái cây. Nói chung là về đồ ăn tráng miệng thì Mẫn cũng không thấy nó có gì quá đặc biệt. Được cái là trưng bày thì rất là đẹp nè. Đầu tiên Mẫn sẽ ăn bánh mochi kết hợp với lại sô-cô-la matcha lỏng. Cái bánh mochi dẻo kết hợp với sô-cô-la matcha rất là thơm luôn. Còn đây sẽ là kem mochi kết hợp với vàng. Vàng thì để cho đẹp vậy thôi chứ nó không có vị gì đâu nha. Còn cái này cái kem lạnh bên ngoài là cái lớp bánh dẻo nguyễu luôn. Còn đây chính là nama sô-cô-la vị matcha. Nama sô-cô-la đây làm khá là vừa ăn và không có bị đắng chát. Còn về cái phần trái cây thì mình có thể dùng để nhúng với lại cái sô-cô-la matcha lỏng này nè. Ăn cũng rất chi là ok la luôn. Rồi sau khi ăn xong bây giờ tới chuyên mục đau tim nhất, đó chính là tính tiền. Tổng hóa đơn là 12.043.000, nhưng mà hôm trước Mẫn đặt bàn Mẫn đã có đặt cọc 1.000.000 rồi. Bây giờ Mẫn sẽ thanh toán phần còn lại, sau đó anh tài nhân viên sẽ dắt mình lên tầng 81. Anh nhân viên này phục vụ rất là chu đáo và nhiệt tình luôn 10 điểm dành cho anh. Và đây là cái view nha mọi người. Cuối cùng thì Mẫn cũng đã chinh phục được tòa nhà cao nhất Việt Nam rồi. Giờ thì đi về, bye bye mọi người nha.